Hello, chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog chia sẻ món ăn gia đình nha. Hôm nay mình tôm kho tiêu, tôm bóc vỏ kho tiêu, ếch kho xá, sa tế. Xá này lát mình sắc cho mình làm sa tế mình kho nha. Cua nấu lẩu bầu, đó, hai trái bầu. Lẩu bầu mình ăn mì gói nha, nửa ký mì gói. Ăn kèm bầu, bông xua đũa, nấm dơm để lát mình hầm nước lẩu nha. Đây, 1,5 kg cua, đó, 5 con cua, gạch vàng ôm luôn, cả nhà thấy không? Mình nấu nước dừa nha. 200g tép bóc vỏ, mình đập ra để mình hầm cái nước lèo nó ngọt nha. Giờ Chính bắt tay vào bếp nha. Mình thêm một ít nước nè, pha một ít nước nè, đó mình châm nước thêm vô. Bây giờ bắt đầu mình ướp ếch trước nha. Đây, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng bé bột ngọt, 2 muỗng canh nước mắm, 1, 2, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 ít bột nghệ cho nó vàng đẹp. Giờ mình trộn cho nó đều, cho nó thấm như vậy nha. Ếch siêu to khổng lồ, ếch ngon quá cả nhà. Đó, mình để đây cho nó thấm nha. Kho tiêu luôn, kho tôm luôn. Mình phi hành thổi, mình làm mình bỏ vô nồi nước lèo luôn nha. Mình cho một ít mỡ vô đây, một ít mỡ qua đây, cho một ít tỏi, 1 muỗng cà phê tỏi băm, bên đây cũng vậy, ít hành tím băm, bên đây cũng vậy khác luôn. Quá thơm. Giờ mình cho tép vô. Đó, tép kho tiêu nha. Cho nó săn con tép nè. Mình đổi sáng cạnh. Mình cho tép vô mình xào, xào cho nó săn con tép. Cái này mình đập dập và nó rất là ngọt nha. 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 ít đường, 1 ít bột ngọt. Giờ mình cho cua cho mình xào cho nó săn luôn nha. Wow, gạch nè cả nhà, quá là gạch luôn. Giờ mình cho vô mình xào cho nó săn luôn. Cua này mình làm sạch sẽ, mình gây tê nó vậy nha. Xào cho nó săn cái thịt cua nè.
tép cũng cho nó săn tép rồi nha. Đó, tép bắt đầu săn lại đây nha, săn tép lại rồi đó. Mình cho vô một muỗng nước mọc nha cả nhà. Nếu mà cảm thấy ít thì mình cho muỗng rưỡi nha, muỗng rưỡi cà phê nước màu nha. Hai muỗng canh nước mắm nè. Một. Hai muỗng canh nước mắm. Một muỗng bé bột ngọt. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột ớt. Đó, cho nó có màu, cho nó cay, cay nó mới ngon, nó mới hấp dẫn nha. Đó, mình coi cho nó rút nước này nha cả nhà. Đây, bấm thêm vài trái ớt nữa. Giờ mình lật con cua để đi cho nó săn gặp nè. Cho nó săn chắc con cua. Bây giờ thịt cua đã săn rồi nha, giờ mình cho nấm dơm vô nè. Nấm dơm mình gọt rồi nè, đó, mình xào luôn cho nó săn luôn. Đây, bốn củ hành tím mình cho vô cái nồi nước lèo luôn nha. Cho nó ngọt. Mình nấu cái nồi bông sôi đũa này nó ngọt tới chỉ luôn nha. Rồi bắt đầu mình cho cua qua nè. Mình cho qua luôn nè. Lẩu này nó ngọt chứ lắm nha cả nhà. Cho một ít dầu điều vô cho có màu đẹp nha. Nửa muỗng canh dầu điều. Phải có miếng dầu điều cho nó lên màu cho nó đẹp nha. Thêm một xíu nữa. Ok. Bây giờ mình nêm cái nó ra sao nha. Quá là ngọt. Bây giờ mình nêm cái nồi lẩu luôn nha. Hai muỗng cà phê muối nè. Một. Hai muỗng cà phê muối, muỗng bé bột ngọt, hai muỗng hạt nêm, một, hai, hai muỗng cà phê đường, nó mua đường vàng mà quên hoài không nhớ cả nhà, đầu óc giờ ma quên quá, mình đã cho nó sôi cái mình vớt bọt nha, đó, ok cái nồi lẩu bồng. Bây giờ bắt đầu mình nếm cái chảo tép kho tiêu này. Quá là hấp dẫn luôn nha. Ăn tóc lên. Cái món này nay mình làm những món vừa ăn cơm vừa ăn chơi nha. Khách sạn bà Bảy rồi đó. Vị cay thì cũng có rồi đó nha. Một tí tiêu. Đó. Hết hành lá vô nữa nè. Đó. Hết sảy và bảy luôn. Bây giờ cái chảo nóng là mình cho ít mỡ vô. Đây, xả anh ấy băm rất là ngon nha. Giờ mình làm sa tế nha.
một muỗng cà phê tỏi, sả, ớt, sả nó thơm nha. Mình cho một ít dầu điều vô, một ít muối vô, một ít bột ngọt vô, ít đường, rất là thơm. Bây giờ mình vớt bọc rồi cua nha, rồi lẩu nha. Giờ mình cho ớt vô. Ớt xào sa tế nha cả nhà. Mình xăng ớt lại nha. Cái này chắc cũng bị hơi cay nha. Giờ mình nếm cái nồi lẩu bầu. Rồi nước lèo của nó ngọt tới đâu nha. Cua với tôm là thấy ngọt rồi đó. Cua ngon quá. Hành còn nhâm thú á. Quá là ngọt luôn. Giờ mình thành công cái nồi lẩu rồi nha. Giờ mình cho một ít gốc hành cho nè, giờ mình tắt lửa luôn. Đó. Mình đã thành công cái nồi lẩu cua. Bây giờ mình cho cái này xuống. Còn một ít dầu điều mình cho vô hết luôn đi. Cho nó đẹp màu. Đó, dục chai luôn. Giờ mình cho cái nồi này xuống, mình bắt nước chung mì luôn. Đây, chảo ếch. Siêu phẩm. Siêu phẩm là siêu ngon cái này, có xả là thấy thơm thấy ngon. Đúng là đùi ếch chúa luôn, đùi ếch siêu to luôn. Bắt nước trụng mì luôn, xót một con chưa cắt, quất làm đôi. Mình cho nó săn mặt ớt hết nha. Một lát nó gần chín rồi mình có đảo nha. Đảo là nó sẽ xúc hết, xúc thịt hết. Lúc này mình đảo được nè. Giờ mình cho một ít nước dừa vô nha. Ớt xào sa tế. Rất 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 là ngon nha cả nhà. Nói chung mình làm cái gì cũng bằng nước dừa, nó rất là ngọt ngon nha. Đó, mình cho một ít nước dừa vô nè. Sắp mặt luôn, giờ mình kho cho nó sắt xuống. Ok, cho nó thấm đều cái mặt ếch xuống hết. Cho nó nằm xuống nước dừa, cho nó rút vô cho nó ngọt, nó thơm, nó ngon luôn. Ếch lúc này nó già, ếch ăn thịt rất là dai nha cả nhà. Cả nhà ơi, ra chợ mua ếch về làm ăn món này dễ ăn lắm nha cả nhà. Chút mình cho một củ hành tây lên nữa. Đó, đó. Đó, ếch thấm vừa, giờ mình cho hành tây, hành tím vô. Đó.
quá hấp dẫn nha. Mình đã thành công món ăn gia đình. Ok. Chính đã thành công món ăn gia đình nha. Đây. Đó. Rất là đẹp mắt luôn nha. Hết 7/7 luôn. Cả nhà chờ chín giây lát nha. Dạ chồng chín mời cả nhà nay ăn lẩu cua nấu lẩu bầu nha. Đầu tiên là mình ếch xào sa tế đó, dĩa ếch xào sa tế, tép kho tiêu, đây lẩu cua. Ê, cái lẩu này là ngon, lẩu cua cua quá ngon cả nhà. Đây bầu quá sáng ngon, cua lẩu cua ăn kèm với bầu gói qua su đũa. Bây giờ chính cho bầu vô nha. Đó, bầu rất là non luôn. Đó. Cái này nó ngọt, nấm dơm ngọt nè, cua ngọt nè, bầu ngọt nè, ngày mai nó nhức cũng đã luôn nè. Đó, hoa sô đũa nhức nè, bầu nhức nè, nhức nhưng mà vẫn ăn, nhức nhưng mà vẫn ngon. Quất cứ quất, chuyện gì đến nó sẽ đến thôi. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Cho nãy miếng mì nè, cái này ăn mì gói nó ngon hơn ăn bún nè. Nói chung là tùy theo khẩu vị người thích, ai muốn ăn gì ăn. Ăn bún tươi cũng được mà ăn mì gói cũng được. Đúng rồi, nãy ăn tô mới đúng nha. Để con cua nè. Anh lỡ rồi. Bột lấy cái phích làm nước đá uống mà. Hấp thử miếng này ngang cả nhà. Rất là ngọt. Thấy không? Cua thì mình cũng hầm chín nha, mình gấp con cua ra cho để cho nó nguội con này nè. Ở dưới cái tô ha. Con này bao chắc luôn. Đó, lấy cái dĩa nhỏ đi. Ốc cho chín cái dĩa nhỏ. Để cho nó nguội lắc. Trước cái đùi cây. Hết ngon lắm á. Ếch nó săn, ếch bây giờ nó già, ếch rồi nó ngon chứ nó. Nhắc cả nhà, rồi cả nhà. Rồi. Bào chắc rồi. Ếch cho nó nguội lắc cho nó ăn. Ở tháng này nó dai cả nhà. Dạ hết rồi. Lẩu này nó ngọt dữ lắm. Tới dài luôn. Cái ớt, ớt xiêm xanh nè. Ăn nó có vị cay cay, mới tê tê. Ớt này cả nhà nó hoặc thời gian cũng hết chảy luôn nè. Bữa cà ri rồi đó, cà ri chú sáp rồi đó. Thưa cả nhà. Nó dai đảm luôn. Ngọt tới chỉ luôn. Mình học cái ớt nè, ăn cơm cũng hết chảy luôn đó nha. Nhà ăn cơm mình thôi. Bữa trưa đi làm về cả nhà, đói. Cái gì ớt này thôi, số 1. Ăn 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 ngon ngọt lắm, ngọt dữ dằn luôn. Nhưng được ớt đây. Hứ? Nhưng được ớt đây. Ớt ngon không? Ngon. Miếng này. Đó ngon. Ăn vô cái gai. Chả thơm thơm ngon rồi. Ngon chả rồi. Hôm bác nhé. Miếng hành này rồi.
rồi nó ngon ngon rồi nó để nó thử cắt mạnh luôn á, ăn cắt cho nổi. Quá ngọt không cả nhà. Ở nhà nấu có thử lẩu này nghe cả nhà. Mình phải ăn cái xương xương. Xương xương ăn nó béo béo. Gặp thử cái bò gai. Mình khám phá cô cho nó nha. Ăn. Cô này nó rất là học ha. Rồi cả nhà. Cô này nó rất là học. Cô Hà Gia. Quá trời ngon. Chắc bẹn trời ơi quá thì chắc nó chắc tới cái que luôn nha. Để gặp lên nè, gặp lên lấy cái muỗng anh múc gặp lên nó múc mới gặp đó. Ủa cái nhà thôi rồi hết ý kiến luôn trong cắn bé được rồi nhà đã ra nha. Ủa nó béo nha. Bé béo luôn. Cua này nếu nó chấp lọc rồi cả nhà. Hay là nó chấp lọc rồi. Chấp. Thấy luôn. Mình nấu làm thời gian chán liền chứ mình nấu. Nó bay gặp nó nhiều nó bay. Quá là gặp luôn. Nói một cái dặn từ lưa hết luôn, gặp quá trời luôn. Béo quá trời béo. Thật trong quá nhỉ. Tới luôn chị luôn. Tới luôn. Cô này nhiêu ký em? 200. 200 nghe mà xã, nghe cả nhà. Mà con nhận cả nhà thấy nó gạch quá nhiều không? Quá trời gạch luôn. Này bán nha, người ta không có, người ta không dám để con cua này đâu, người ta để con cua này cái vô cái người ta lỗ à. Ngọt ha. Nó có mặt. Ngọt luôn rồi. Thật không? Thật tớ. Hết ngon quá. Thật cơm có tiêu. Dài. Ngay nhảy nhảy sạch 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 sạch. Quá thật. Hồ tiêu này có cơm nếp ha cả nhà. Dẻo 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 ha. Để bóc. Cái nhà thấy chính làm mình dễ tép mà đẹp không? Quá đẹp. Tự mình khen mình luôn. Gấu cua mang với mì gói hợp lý. Cốt hợp lý. À. Cái lẩu bầu mình nấu với lẩu bầu này cái nhà nó ngọt. Anh nói là nó ngọt cực kỳ. Cua nấu lẩu bầu. Cái lẩu bầu, cua nấu lẩu bầu. Phải nước dừa nó ngăn cả nhà. Chính thích nấu nước dừa, nó đậm đà mà nó ngon lắm. Nói chung là nó rất là ngon. Dễ niêm lắm. Quất một phát là ngay chốc. Dạ về dưới nguyên vườn dừa mẹ cho em không kêu nấu cái nước dừa. Em cũng làm nước dừa bữa vô nặng trội đó. Mốc gì thức cho nó một cua đem nấu cho nàng.
Nguyên nhường vừa đúng không nha, thích nóng chặt xuống liền cái nó ngọt phải nói là nước nó ngọt. Bữa đó nguyên hoài xuống rồi chặt xuống liền ngọt không ăn. Không có dừa ở đâu ngon bằng dừa Phan Thiết, nó ngọt mà nó ngọt một cái cách là nó là uống vô con người mình nó thấy nó khỏe mà nó nhẹ nhàng giống như là bay bổng, nó ngọt mà nó ngọt đến độ vậy đó. Dừa đây dừa dứa uống ngang cho ngang không phải, không có gì mùi dứa mà cái dừa nó ngọt mà nó ngọt thanh thao, nó ngọt cách kỳ diệu luôn, cái nó có bự không cái lớn thôi mà nó ngọt nhỏ à. Cái nhỏ ngọt giống giống như cái chính gì tạm ngưng video. Cả nhà thấy bữa ăn hôm nay ngon thì cho chính cực đăng ký bên tay phải, còn like thì bên trái, phần bình luận thì bên dưới. Chính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, sức khỏe thật nhiều. Bye bye cả nhà, clip chào.